Rồi, em chào tất cả anh chị em nha. Hôm nay em quay mấy con máy cho anh chị xem. Nãy em mới quay 20 mấy phút cái em đăng được anh chị. Quay 21 phút đăng được. Hồi giờ em nói ngắn gọn anh chị, nó quay lâu quá em đăng lên không được. Cỡ 18 phút trở lại thì em đăng được. Đó. Đó, đây thì sẵn đây em nói trước cái này đi. Cái này là nãy em mới lên cho khách này mới đăng á, thì anh chị nào có cần lên chế cho tất cả các dòng máy lên chế ra ngang thì liên hệ em nha. Anh chị nào có bình xăng sẵn thì em làm sẵn, anh chị về chỉ cần khoan cái lỗ nè, giống như cục cao su này em đo 20 thì anh chị khoan 18 gắn vô, chứ anh chị khoan 20 là lọt cốc luôn nha. Rồi lửa ở đây thì em có lửa đồ nè, nó nãy em test hết rồi đó nè, em đang làm đồ cho khách nè, chế về lửa nó quá trời nè. Đó, anh chị nào mua ốc liên hệ em nha. Hồi nãy em mới lấy món ốc nữa, nãy bạn điện là lấy ốc. Ok, cái clip mày mới đăng á, ủa em mới quay video mới á, là mới nói chuyện với bạn á, nó hồi tới 20 mấy phút rồi xong luôn, đăng được luôn anh chị ơi. Có anh chị nào biết cách đăng mà lâu quá chỉ em dùm. Đây hôm nay em lên mấy máy gia đình cho anh chị nè, là con này nằm 34 ly nè nha, con Hitachi 34 ly luôn, con Estin nó 33 ly luôn, con Isaki nó 34 ly luôn, con Tanaka nồng 37 ly, còn VinWatt cuối bển nồng 34 ly luôn anh chị. Mấy máy này xài gia đình là quá vip luôn anh chị, nhẹ gọn bền tiết kiệm xăng đó. Máy là máy lựa không anh chị, không có máy nào mà lọt ở ngoài vô xấu đâu, lựa không anh chị, nhìn máy anh chị biết liền à ha. Đó thì em quay sơ lược rồi em test nổ rồi, cái chút em test nổ chung luôn ha, rồi sẵn em báo giá luôn đó. Thì em quay một lọt một trước cho anh chị xem ha. Con này thì ở đây mũ nó có gãy đây anh chị em hàng rồi nha, nhưng mà những cái mũ này nó có sợ thủy tinh á, sợ carbon á, anh chị hàng nó dính nha. Còn những cái mũ mà có TPE, mấy cái tâm TPE anh chị hàng không được luôn nha. Lúc trước em làm cái dòng đó em sợ quá, Mitsu TPE anh chị, nó mũ dẻo giống này nè, chị đâu có hàng được đâu. Cái này là mũ dẻo nè, cái này anh chị hàng gãy nữa. Như cái này nè, mũ có sợ gì nó cứng cứng nè, kiểu dẻo cứng anh chị hàng được đó. Cái này nó cũng nứt nè đó. Thì đây cái này ga đây anh chị, đó, ga này bằng sắt luôn, xài 10 năm chưa hư nữa, ống đằng láp nè. Thì em quay sơ lược vậy nè, đó không, đầu bò zin nè, đó. Rồi anh chị nào mà có cần quay kỹ thì cứ liên hệ em nha. Thì con Hitachi nè, 26 lòng 34 luôn nè, con này 265 lòng 34 luôn anh chị, VinWatt mất in cho băng nè. Còn con Hitachi này 26 lòng 34 luôn nè, chụp giật nó có chấp có tèm xíu nè anh chị. Những máy em bán là em bao anh chị xem nồng nha, chế zin luôn nha anh chị. Đó, con này có đóng lốc Hitachi nha anh chị. Đó, tay lái nè, đẹp không, lắp nè, đầu bò zin, lắp Hitachi zin, con Estin chụp giật trợ lực nè, 231 2301, nồng 34 ly, ố nồng 33 ly nha anh chị, chế hai kim mới nha. Đó, Estin thương hiệu Đức sản xuất, Nhật sản xuất, này có đóng da băng trong lốc nha anh chị. Đó, đóng rồi nè. Đó, những máy em bán là em bao ship đầy đủ phụ kiện, không lấy phụ kiện trừ gấm rưỡi nha anh chị. Đó, lắp hết tin nè. Đó, là em kèm theo là chắn cỏ lớn nè, video bản lớn. Đó, cái đầu bò máy zin luôn nha anh chị. Đây ra hệ luôn anh chị, ba chế độ luôn, rút ít nhiều hết ra. Đó. Rồi, chụp giật trợ lực. Con này chụp giật không có trợ lực thôi. Con này trợ lực lớn nè, con này trợ lực vừa, chụp lực chụp giật đó nó bền lắm anh chị. Rồi, tới con Hitachi là con VIP nè, con Isaki chứ. 267 nồng 34 ly luôn anh chị, chế van gồ, hai kim, le đỏ tự động. Đó. Con tắc ở đây, ga ở đây. Lắp đây. Đồ bò zin. Máy này mới VIP, không có cây thứ hai đâu anh chị. Hiếm lắm nha. Tùm nhôm. Nhìn cái máy nè anh chị, nhìn nè, con này vip lắm nha anh chị. Con này hôm nay em xả rẻ nè, con này test đầu test đít luôn nè, nứt này em hàng nè, mẫu này hàng là em bao cứng, mẫu nào em nói cứng là em chỉ lên cho anh chị liền à. Mitsu TL33 là không phải đâu nha anh chị, cái này Tanaka 3004 nồng 37 ly nha. Cái này là tâm nhựa nhưng mà ở trong có cái tâm nhôm nó nha anh chị, chống nóng anh chị, láp 26 tay ga nè. Đó, quay sơ lược thì anh chị nào cần thì em quay kỹ lên tụi con cho ha, nút tắt làm đây nè.
À, cái này là tôm nhôm chứ không phải tôm nhựa nghe anh chị, cái lớp ngoài là lớp chống nóng thôi nghe anh chị. Đồ bò zin nè. Isuki đồ bò zin nè. Còn zin quát 26 nè, đem đỏ nè. Đồ bò zin nè. Còn zin quát 26 đây. Máy đẹp đẹp cũng biết không anh chị? Bô sáng trưng không anh nha. Con 26 này là chế máy cưa 260 nè anh chị. Cái này nó có sẵn khung ở đây một cái nghe anh chị, nhưng mà em vỗ lên cho đẹp rồi nha. Cái dòng máy đỏ này với máy xanh là nó đóng với máy vàng, nó đóng Huana anh chị. Nhưng mà máy đỏ nó đóng do băng, máy xanh nó không có đóng nha anh chị. Máy vàng không đóng luôn. Đó. Rồi, đây, em bếp máy lại cho anh chị xem ha. Chứ quay lâu quá, nãy nó tắt luôn chị. Ủa đăng không được chưa? Em quay ít thôi anh chị. Nãy vừa quay vừa điện hỏi ốc luôn. Đó. Nút tắt đây anh chị. Tắt đây nè. Tình. Mới không bằng cái con Isuki xanh bên ra đây nè anh chị. Những máy bên em bán em làm rất là kỹ anh chị. Đó, những máy em bán là em bao xem nồng anh chị. Máy em bán là trục chặt gì anh chị cứ báo lại em bao hết tiền xe, tiền vận chuyển hết luôn. Anh chị nhìn qua cái con 27 nó sáng rồi không? Nó điện nữa rồi. Ừ. Điện nữa nè anh chị. Để em xíu anh chị. Alo. Rồi. Bán người ta. Bán có 4.000 đồng. Để mai mốt để nếu mà đặt bên công ty nó rẻ rẻ xíu bán bớt lại cho người ta, bán rẻ bớt. Lại chú điện lại. Đây, em mới nhờ bạn nó mua ốc giùm anh chị, nãy giờ điện hoài đó, nó mới gửi cho em rồi đó. Đó là mai mốt anh chị mà mua ốc mà số lượng nhiều thì rẻ nữa anh chị, rẻ ghê luôn. Đó, tại em mua ít là phải chịu thôi anh chị, chứ em cũng mới đã mới mua cho anh cũng ít là tại nó quen ở trong đó đó, nó mua giùm thì được, chứ em vô mua như không à. Bữa em mua 4.000 một con á, mà bữa nay em bán lại con dài bán 4.000 anh chị biết rồi đó, mà anh chị mua nhiều là em bán rẻ nữa nha. Đó rồi, tới nào mày mới này phải không? Đó, anh chị nào mua ốc thì liên hệ em nha, nó mới điện em không rồi. Con này VIP xài khoát gia đình là ok quá lắm rồi nha anh chị, gọn nhẹ. Con này 4 mấy 5 kg, không có 5 kg đâu anh chị ơi, chắc 5 kg trở lại á, em không cần. Nhưng mà cái con này mà nó lên cái tay này là nó không phải trừ giá 5 kg 5 kg rưỡi gì đó. Đó rồi, con số 1 này em bán 9 triệu nha anh chị. Ủa lộn, triệu chín nó 9 triệu chết luôn anh chị, nó giỡn chứ. Máy mà em bán là em bao anh chị xem nồng nha. À, rồi. Anh chị nào cần liên hệ nha, cái láp để đó nó chạy anh chị. Nè, có cây này nè. Không có thôi. Đó. Rồi, tới con Isuki nha anh chị. Ủa, Isuki. Cái con này á nó bị bạc đạn nó đi khô anh chị, đi nói thay bạc đạn khác. Cái bạc đạn này nó thay được, bình thường dễ thay lắm, nó tôm nhôm chị nhìn thấy cái tâm đã ra giống như đây. Rồi thôi em quay lại em tắt anh chị, ai điện em hoài nè, để chút có điện qua Zalo chết em luôn. Rồi luôn. Giật nó đòi giục anh chị ơi. Ai điện nói em giật cái lò giục luôn à. Nó bị dơ đó, để em kiểm tra lại ha. Rồi, con này em bán 2 triệu nha anh chị. Con này chạy mạnh lắm anh chị, con này chạy ăn TG nha anh chị. Nó ăn TG. Cái này cái bảo tạng này nó gào anh chị. Cái này đây
nữa em gửi em theo nặng khác đó. Rồi cái con này chạy ghê lắm nha, nó chạy ăn TG, nó chạy ngang TG 28 anh chị, cỡ TL 33 mới chạy lại nó chị đó. Rồi con này số 2 em bán 2 triệu nha. Rồi tới con Estin, con này tôm nhôm nha anh chị. Rồi con Estin là chế hai kim mới, tiếp giật trợ lực nè, nó tay ga hệ nè, ba chế độ luôn nè. Máy này 1,7 triệu thôi nha anh chị. Những máy này em bán là bao đầy đủ phụ kiện rồi hết rồi nha, không lấy trừ 150 bao ship. Nhưng mà những máy em bán là cọc em mới bán nha anh chị, tại vận chuyển giờ khó khăn lắm anh chị ơi, đúng không ấy đâu. Máy em bán là em bao anh chị xem nồng hết rồi, ok anh chị mới mua đó, chứ không có bán đại gì hết. Cái dòng ST này bô nổ giòn lắm anh chị đó, con này 1,7 triệu nha anh chị. Con này 4 kg gì, 4 kg hơn à, nó con này nồng 33 ly nha anh chị, chụp giật trợ lực lớn nha, hết tin của Đức nha, gáp tại bên Nhật nha anh chị, đó con này 1,7 triệu nha. Rồi tới con siêu whip cho anh chị nè, chứ để một chút chậm quá, một chút tắt hồi nữa anh chị ơi, con tắt đây nè, nè anh chị nhìn con máy nè, thấy ghê không, mới ghê không? Máy nổ giòn ghê, máy này anh kia bữa anh phái lắm định mua nó, cái anh mà sửa cái G3K với con Sinewa anh chị nè, tắt nó nằm đây nè anh chị đó. Thôi thấy ghê không, thôi giật nó không lên luôn nè anh chị coi nè. À em còn con bobin đó mà em chưa rửa nè anh chị coi nè. À, con này ha, con này VIP nha anh chị, hiếm có con thứ hai lắm nha. Con này em bán 2,1 triệu là nghe anh chị. Đó. Rồi, con Tanaka nè. Hai xả Tanaka này rẻ cho anh chị nè, ống cần 26, đồng 37 ly, chịu 8. Em bán là tùy theo cái chất máy nào mà bền em mới bán theo giá bền nha anh chị. Đó. Rồi. Máy nồng tới 37 ly luôn anh chị. Đó, con này em bán 1,8 triệu thôi. Bao ship đầy đủ phụ kiện. Còn bự cho bá luôn có 1,8 triệu không. Rồi, tới con này. Con này thì cái chế máy cưa nha anh chị. Chế nó là chế máy cưa nha, chế zin của nó nha anh chị. Nhưng mà những dòng này anh chị lên chế 260 chạm có nổi đâu. Cái máy này nó đang chạy mừ, anh chị lên 260 chạy còn 7 với 8 à. Nè, em cho anh chị nghe anh chị biết liền. À, cái le nó bật đây đóng nè, không được mà nè. Cho nhìn ra nè, cái da nó đây nè chị, máy mà chế này á, bên em canh chuẩn lắm nha anh chị. Những cái dòng mà VinWatt màu đỏ, màu xanh, màu vàng rồi nè, hồi xưa em làm này nhiều lắm, mà sau này cái khách đặt cái máy bự rồi thôi em không lấy dòng này về nữa đó. Rồi em bán rồi, bây giờ người ta kiếm dòng này thôi, giờ em lấy em làm lợi nha anh chị. Là cái dòng này là chạy bốc bền, chạy 2 năm lợi, gỡ ra xúc cái bình xăng cái xong, người nào hà tiện năm thì 6 tháng gỡ ra bành cho tông luôn, ta hay nhớ ta gắn ta xài nhớ rẻ tiền anh chị. Rồi đây em giật hết lại cho anh chị xem ha, cái con này 1,9 triệu đó. Rồi con này 1,9 triệu nha anh chị, con cuối bản 1,9 triệu luôn, con số 6 1,9 triệu nha. Rồi giật cho anh chị xem, con này nồng 34 ly nha anh chị, con này nồng 34 ly luôn nha anh chị. Rồi giật lên cho anh chị xem ha, thấy máy toàn huyết không thấy không?
Video nha, anh chị nào cần liên hệ em nha. 15 phút 16 phút rồi. Số quay lâu quá không được anh chị ơi. Cần không được luôn nãy giờ, mất hết tiếng mấy đồng hồ. Rồi, thôi em chào nha anh chị.